Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Đôn Vlog sẽ làm video tên lửa bằng đầu bút nhé. Ok, giờ Đôn đang mua vài bong bóng để bắn nổ và bóng điện. Ok, giờ Đôn sẽ thực hiện làm cái đầu đầu tên lửa nhé. Và đốt phá hủy các bóng bóng đèn và bóng bóng này. Đây các bạn xem, tôi sẽ cho các bạn xem cái bóng bóng của em, đồ dùng của tôi đã mua sắm sẵn nhé.